Michael Hòa xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả quê đồng hương đến với là chương trình Michael Show ngày hôm nay cùng với đài truyền hình ABTV 21.12 ở thành phố Houston. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là hạnh phúc để mà được kết hợp cùng với đài truyền hình VNATV 57.3 ở tại miền Nam California để thực hiện một cái cuộc hội đàm cùng với lại chúng tôi. Bên kia màn ảnh quý vị nhìn thấy nó rất là dễ đó nhưng mà rất là khó khăn cho ban giám đốc cũng như là ban kỹ thuật của đài truyền hình VNA để thực hiện cái này. Chúng tôi đang còn ở bên Houston mà hai người khách của chúng tôi thì ở bên miền Nam California. Và một lần nữa cảm ơn ban giám đốc cũng như ban kỹ thuật của đài VNA rất là nhiều để thực hiện cái chương trình này. Và trước hết chúng tôi xin kính chào luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng như là thị trưởng Tạ Đức Trí ở tại Westminster trong cái chương trình Michael Show ngày hôm nay. Dạ vâng, xin chào anh Michael Hòa và xin chào quý vị thính giả của hai miền Texas và California. Tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, rất hân hạnh được tham dự trong chương trình ngày hôm nay ạ. Và chúng tôi cũng được xin kính chào anh Michael Hòa tại Houston, Texas và xin chào tất cả quý khán thính giả và đồng hương của tiểu bang Texas cũng như là miền Nam California. Vâng, trước hết thì chúng tôi xin phép để mà vô ngay vào cái chương trình bởi vì cái thời gian nó cũng có hạn. Cho nên là chúng tôi xin chia sẻ một tí xíu, ngược lại một thời gian. Cách đây vài tuần thì quý vị cũng đã xem những cái chương trình của Michael Show với lại một nhóm của Cục Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có ông Tổng Hội trưởng của Tổng Hội trưởng Quân lực Chiến Lê, Thiếu tá Lê Quang Liễn cũng như là Đại úy Lê Đức Lực của biệt kích dù 81 Mũ Nâu Đặng Hưng Vượng, Hội trưởng của Hội Quân lực Chiến tại Houston Bùi Thế Hùng. Họ yêu cầu để mà được lên để mà chia sẻ về cái việc mà phản bác lại ủy ban và cái ủy ban để mà thành lập tượng đài cổ thành Quảng Trị của mùa hè đỏ lửa năm 1972. Họ không có chống đối cái hình thức và ban tổ chức để mà dựng cái tượng đài để vinh danh, nhưng mà họ có lẽ là chống đối cái nguyên tắc làm việc. Thưa quý anh, cái nguyên tắc làm việc vì sao mà các vị niên trưởng này lại chống đối? Dạ vâng, mời luật sư Lâm. Dạ vâng, thưa anh Michael, cái họ khi mà phản đối cái nguyên tắc làm việc, cái ý chính của họ nói rằng tại sao khi chúng tôi tiến hành thảo luận cái dự án xây dựng tượng đài không tham khảo với họ, không gói ý kiến của họ, vì họ nghĩ rằng họ là cựu quân nhân đã tham dự trong trận chiến đó thì nguyên tắc tối thiểu là phải nói với họ. Và trong cái văn thư giải thích rõ ràng, tôi đã giải thích rất là rõ ràng rằng khi mà chúng tôi thảo luận với nhau cái dự án, chúng tôi cần phải vượt qua cái giai đoạn khó khăn đầu tiên là giai đoạn xin giấy phép thành phố. Và đây là cái giai đoạn mà tất cả mọi thành phần chống đối, cho dù lý do chính đáng hay không chính đáng, họ đều có thể ra hội đồng thành phố để mà nói tất cả những gì họ muốn nói, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả thành công của dự án, ảnh hưởng đến cái danh dự chính nghĩa của người lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng đó là chưa nói đến cái vong linh của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã mất đi cho trong suốt cuộc chiến Việt Nam. Và chúng tôi khi thảo luận, tại vì ở đây chúng tôi vừa bước qua một cái cuộc bầu cử bãi nhiệm chống đối rất căng thẳng, cho nên cái thành phần này của nhóm tỷ phú Hoàng Kiều, của những thành phần chống đối họ vẫn có lại. Thôi thế mà ngay khi vượt qua được cái giai đoạn xin phép đó, chúng tôi liên lạc ngay đầu tiên với Thượng quân lực chiến và cũng như các hội đoàn cựu quân nhân khác để xin sự hỗ trợ cũng như tiếp tay của họ trong cái việc xây dựng dự án. Cho nên nói rằng không có tham khảo với họ là không có đúng. Chúng tôi cần phải làm khi mà cần thiết, chúng tôi cần phải làm như vậy. Và chúng tôi sau đó là ngay lập tức chúng tôi liên lạc với Tổng hội Thượng quân lực chiến cũng như là rất nhiều hội đoàn đồng thể, và hầu hết các hội đoàn cựu quân nhân đều hỗ trợ tiếp tay với chúng tôi. Chỉ có hội đoàn Tổng hội Thượng quân lực chiến là họ có cái tự ái và họ nghĩ rằng không được tham khảo với họ, ý kiến của họ, thì bây giờ họ không tiếp tay. Và chúng tôi rất là tôn trọng cái ý kiến đó, chúng tôi rất là tôn trọng cái quyết định đó của Tổng hội Thượng quân lực chiến. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân. Chúng ta rất là may mắn là ở tại thành phố Westminster có thị trưởng gốc Việt của chúng ta, cho nên là những cái công việc quyết định nó nhanh và nó mau,
Ví dụ như là nơi để mà đặt những cái tượng đài để mà vinh danh các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và đặc biệt bây giờ lại là cổ thành Quảng Trị. Thì trong khi đó họ nói, luật sư thị trưởng Tạ Đức Chí có thể trả lời cái câu này: tại sao không gây quỹ ở miền Nam California, lại đi gây quỹ ở miền Bắc là San Jose, rồi bây giờ lại chuẩn bị để mà qua bên thành phố Houston, thưa thị trưởng? Dạ, thưa anh Michael Hòa, thưa tất cả quý khán thính giả và đồng hiên, đồng hương, kính thưa anh Michael, cái câu hỏi này rất là hay và cái câu hỏi này rất là thực tế, và chúng tôi cũng sẽ xin phép đi thẳng vào vấn đề. Cái lý do mà ban tổ chức Ủy ban xây dựng tượng đài phải nói rằng đang có dự tính để tổ chức tất cả các cuộc gây quỹ tại miền Bắc California, tại Houston và cả miền Nam California. Tuy nhiên vì cái sự ủng hộ, phải nói cái sự ủng hộ mạnh mẽ chưa bao giờ có tại miền Nam California cũng như là miền Bắc California và khắp nơi tại Hoa Kỳ về dự án ý nghĩa này, thành ra chưa đầy 2 tháng mà Ủy ban xây dựng tượng đài đã có được sự ủng hộ về vấn đề ngân quỹ và để thực hiện xây dựng tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị. Ủy ban xây dựng đã đưa ra kế hoạch sẽ thực hiện một buổi gây quỹ tại miền Nam California. Tuy nhiên khi mà ủy ban bắt đầu mở ra chiến dịch gây quỹ từ đầu tháng 3 đó, thì trước cuối của tháng 4 đó thì ủy ban đã đạt được cái số ngân quỹ mà chúng tôi nói là chúng tôi không tưởng tượng được. Thành ra những cái dự tính cho những buổi gây quỹ sắp tới tại miền Nam California, ủy ban đã xem xét lại và nhận thấy rằng đã không cần thiết nữa. Chứ thật ra ủy ban đã có những dự tính để có những buổi gây quỹ tại miền Nam California. Thưa anh Michael Hòa, thưa tất cả quý đồng hương tại Houston, Texas cũng như tại miền Nam California, đây là dự án tượng đài thứ 3 mà trong những năm vừa qua và thời điểm hiện tại mà chúng tôi đưa ra trước hội đồng thành phố. Và đây là dự án tượng đài mà phải nói rằng đã được sự ủng hộ khá mạnh mẽ của rất nhiều quý vị nhân sĩ và đồng hương của khắp nơi tại Hoa Kỳ. Điều này cho thấy rằng đa số quý vị đồng hương đều thấy được giá trị và ý nghĩa của tượng đài này. Bởi vì đây là tượng đài thể hiện cái tinh thần chiến đấu anh dũng. Đây là một chiến tích oai hùng và lẫm liệt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thưa anh Michael Hòa và thưa tất cả quý vị đồng hương, họ không bao giờ muốn thấy tượng đài này sẽ được thực hiện và sẽ được khánh thành. Ở thời điểm hiện tại, trong hơn 4 thập niên qua, thưa anh Michael, thưa tất cả quý vị, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ muốn nhắc tới trận mùa hè đỏ lửa năm 1972, chưa bao giờ muốn nhắc tới những gì liên quan tới tái chiếm của thành Quảng Trị. Vậy mà thời điểm hiện tại, cách đây vài tuần, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tung ra những clip ở trên Internet để họ cố gắng tường thuật lại với những giọng điệu tuyên truyền về phía họ cho trận đánh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Bởi vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ hiểu được khi tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị được khánh thành sẽ là một cái nỗi nhục nhã và phải nói là một cái sự nhức nhối đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì cái trận mùa hè đỏ lửa họ đã bị thất bại, họ đã dùng tất cả những sư đoàn của họ, những sư đoàn mà họ tin rằng đã về quân số đông hơn, về đạn pháo đông hơn, vậy mà họ đã thất bại, và thất bại trước cái tinh thần chiến đấu quả cảm và trước cái sự làm việc phối hợp nhịp nhàng của tất cả các binh chủng thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là vì lý do đây là một trong những cái vấn đề mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chúng tôi không ngạc nhiên gì, tất cả các thành viên trong ủy ban không ngạc nhiên khi mà họ sẽ tiếp tục họ đánh phá, họ rất là mong muốn rằng tượng đài này sẽ không thực hiện được. Tuy nhiên ủy ban xây dựng tượng đài với hồn thiêng sông núi, với sự ủng hộ của tất cả các anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, với sự ủng hộ của quý vị đồng hương khắp nơi, tượng đài này sẽ được thực hiện, và tượng đài này sẽ thực hiện
sẽ là một biểu tượng, sẽ là một di sản, sẽ là một chiến tích Việt Nam Cộng Hòa sẽ đánh đổ hết tất cả những tuyên truyền từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn lời chia sẻ của thị trưởng Tạ Đức Trí. Hồi nãy thị trưởng có nhắc đến cái vấn đề tài chánh đã đạt được cái kết quả ra chọi bực cái sự mong muốn của ủy ban. Nhưng mà ở đây đó, nhiều cái thắc mắc, và trong đó trong cái clip mà trong cái chương trình Michael Show vừa rồi thì những người mà được phỏng vấn cũng đã lên tiếng và nói rằng là nếu mà đã đạt được như vậy rồi và cái con số tiền khổng lồ của hai nhà thương gia nổi bật ở miền Bắc California và cũng đã có những cái dấu hiệu cũng như là những cái thông tin và những cái bằng chứng là cấu kết làm việc với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện tại, tại sao chúng ta lại nhận tiền đó? Cái đó là cái thắc mắc xin luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng như là thị trưởng Tạ Đức Trí chia sẻ với khán giả của chúng ta. Dạ vâng, thưa anh Michael, cái kế hoạch dự án này có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là xây dựng cái cấu trúc xây dựng tượng đài. Giai đoạn thứ hai là xây dựng cái văn khố, một cái kho tàng dữ liệu để giữ lại những cái chiến tích, những cái tài liệu, những nhân chứng, những chia sẻ về cái trận chiến tái thắng Châu Thành Quảng Trị, để cái thế hệ mai sau từ khắp nơi trên thế giới có thể học hỏi, tìm hiểu và thấy cộng song song với hay cộng thêm với cái cấu trúc của xây dựng đài. Cái tiền ngân quỹ hiện nay chỉ đủ để xây dựng cái cấu trúc xây dựng tượng đài. Chúng tôi cần phải có cái ngân quỹ để lo việc bảo trì hoặc là xây tích hay là xây dựng cái văn khố tài liệu đó. Còn cái câu hỏi khác, anh nói ra là cái tiền... Xin luật sư Lê Quốc Lân ngừng ở đây, tại vì cái câu trả lời thứ hai này rất là quan trọng cho nên chúng tôi không muốn bị cắt đứt. Xin quý khán giả của Đường Hương kiên nhẫn đừng rời màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại ngắn.